Đồng Nai dự kiến đón 2.345 người sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương về, bãi bỏ giấy đi đường với người đi làm. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cảm thấy vui mừng khi mới đây tỉnh này quyết định bãi bỏ giấy đi đường đối với người lao động khi đi làm. Đồng thời dự kiến sẽ đón 2.345 người dân Đồng Nai đang cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương có nhu cầu được hỗ trợ trở về. Sau khi đăng ký danh sách, những người dân đang sinh sống tại hai tỉnh trên sẽ được đưa về địa phương vào 8 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2021. Ngày 7 tháng 10 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ra văn bản về việc đưa đón, hỗ trợ người dân. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phối hợp hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi về, đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, hiện tại, nhiều công dân Đồng Nai ở thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương có nguyện vọng trở về địa phương, tuy nhiên, việc đi lại giữa các tỉnh thành hiện vẫn có nhiều khó khăn, vì vậy, tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa đón công dân của tỉnh trở về an toàn, đảm bảo công tác phòng chống dịch. Những đối tượng được ưu tiên hỗ trợ gồm: đối tượng là công dân có hộ khẩu thường trú tại Đồng Nai đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương có nhu cầu hỗ trợ về địa phương, đã đăng ký danh sách. Dự kiến sẽ có 2.345 công dân Đồng Nai, trong đó, tại thành phố Hồ Chí Minh có 1.871 người. Tại Bình Dương có 474 công dân được trở về địa phương trong dịp này. Thời gian đón người dân vào lúc 8 giờ ngày 9 tháng 10 năm 2021. Tại thành phố Hồ Chí Minh, người dân tập trung ở bến xe Miền Đông, mới thuộc phường Long Bình, thành phố Thủ Đức. Tại Bình Dương, người dân tập trung sân vận động thành phố Dĩ An, thuộc đường Nguyễn Du, thành phố Dĩ An. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí lực lượng đưa công dân có nhu cầu tự di chuyển bằng xe cá nhân về Đồng Nai. Bố trí lực lượng y tế để đảm bảo công tác phòng dịch và bố trí xe khách hỗ trợ những trường hợp không có xe cá nhân, phụ nữ mang thai, trẻ em. Cùng ngày, tỉnh Đồng Nai ban hành văn bản bãi bỏ giấy đi đường đối với người đi làm. Theo đó, người lao động tại tỉnh Đồng Nai khi đi làm không còn phải xin giấy đi đường mà chỉ cần đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục nếu có và có xác nhận tiêm chủng. Đây có thể nói là động thái mới nhất của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai để người lao động được thuận lợi khi đi làm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp từng bước khôi phục kinh tế trong tình hình mới. Cụ thể, người lao động khi đi làm phải đeo thẻ nhân viên, mặc đồng phục doanh nghiệp, nếu có. Đồng thời sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng PC, COVID để quét mã QR xác nhận tiêm chủng, nếu không có điện thoại. Người lao động xuất trình giấy xác nhận đã tiêm vaccine, ít nhất một mũi và sau 14 ngày, hoặc giấy xác nhận trường hợp khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai yêu cầu các lực lượng tạo điều kiện hỗ trợ người lao động thuận tiện trong việc tham gia lưu thông trên đường đi làm.